Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi diễn chung kết xếp hạng trao giải vòng chung kết dòng ca vàng Bolero Việt Nam của top 20 sẽ bắt đầu với phần biểu diễn thị phạm đến từ Chủ tịch Hội đồng Giám khảo của chúng ta. Đó chính là danh ca Long Nhật, song ca cùng ca sĩ Mi Phôn, đương kim quán quân giọng ca vàng Bolero Việt Nam với nhạc phẩm Để trả lời một câu hỏi, sáng tác Trúc Phương. Hãy cùng với chúng tôi dành một tràng pháo tay thật lớn cho phần thị phạm này. Trân trọng kính mời. Ba năm anh yêu tình áo dày quân nhân, đường xuôi quân ghé lại đôi lần. Bao nhiêu âu lo có hôm đã hỏi người yêu bé bỏng, hay mơ anh vắng nhà hoài em có nhớ. Trả lời em yêu, không gian còn bước thời gian đi, một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều. Mưa khuya răng tờ gió khuya hững hờ, đèn hiu hắt ngọn tương tư đôi lúc buồn vì anh vắng nhà. Tình nước lòng trai anh hiên ngang đôi diện mặt trời, chân qua chốn thương chân lên cao, đã yêu lính trẻ ngày phê ai tiếng gì. Từ bàn tay tiên nắn nót từng nét gửi cho anh, để anh vui bước đường quân hành. Màu xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết thời gian đi, một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều. Mưa khuya răng tờ gió khuya hững hờ, đèn hiu hắt ngọn tương tư đôi lúc buồn vì anh vắng. Tình nước lòng trai anh hiên ngang đôi diện mặt trời, chân qua chốn nào thương chân lên cao, tiếng gì. Từ
bàn tay tiên nắn nót từng nét gửi cho anh, để anh vui bước đường quân hành. Môi em đang xinh, mắt em vẫn tinh, màu xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết mình, ghi dấu ngày đầu ta biết mình.